Chữa bệnh lậu bằng thuốc đông y nặng mấy cũng khỏi. Thưa các bạn, trước khi tìm hiểu về thuốc chữa căn bệnh này, mời bạn nghe qua đôi nét về bệnh lậu để từ đó xác định xem bản thân có đang mắc căn bệnh này không nhé. Bệnh lậu là một trong những bệnh xã hội phổ biến nhất hiện nay. Với tốc độ lây truyền cao, bệnh lậu có thể xảy ra ở mọi đối tượng, phổ biến nhất là nam nữ trong độ tuổi quan hệ tình dục. Bệnh lậu hay còn gọi là lậu mủ là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp. Lậu do song cầu khuẩn lậu Gram-âm có tên là Neisseria gonorrhoeae gây nên. Biểu hiện chủ yếu ở bộ phận sinh dục nhưng cũng có thể ở các vị trí khác như lậu họng, lậu hậu môn, lậu mắt. Lậu ở nam giới thường có triệu chứng rõ ràng hơn lậu ở nữ giới. Tác nhân gây bệnh lậu do song cầu khuẩn Gram-âm hình hạt cà phê nằm trong và ngoài tế bào. Cách lây truyền bệnh lậu mủ. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh lậu mủ là do quan hệ tình dục với người bị bệnh lậu qua đường âm đạo, hậu môn và đường miệng. Một số ít trường hợp có thể mắc lậu mủ do dùng chung chậu, khăn hoặc qua quần áo nhiễm lậu cầu khuẩn. Mẹ mắc lậu nếu không được điều trị có thể gây viêm kết mạc mắt do lậu cho trẻ sơ sinh khi sinh đẻ. Triệu chứng bệnh lậu. Bệnh lậu ở nam giới. Lậu cấp tính sau quan hệ tình dục không an toàn từ 3 đến 5 ngày, có thể sớm nhất là 1 ngày, chậm nhất là 2 tuần. Bệnh nhân có biểu hiện sớm nhất là cảm giác khó chịu dọc niệu đạo kèm đái rắt mủ có thể tự chảy ra hoặc đi tiểu ra mủ, mủ màu đục hoặc màu vàng, màu xanh. Đái buốt, đái rắt được mô tả như đái da dao cạo râu, miệng sáo, quy đầu viêm đỏ, có mủ chảy ra tự nhiên hoặc chảy ra khi vuốt dọc từ gốc dương vật. Có thể sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, nổi hạch ở bẹn. Lưu ý, trên đây là dấu hiệu của bệnh lậu điển hình, nhưng cũng có nhiều trường hợp biểu hiện không điển hình dễ nhầm với các bệnh khác nên thường bỏ qua bệnh lậu dẫn đến điều trị sai và hiệu quả điều trị thấp. Triệu chứng quan trọng nhất là chảy mủ đầu dương vật sau quan hệ tình dục không an toàn khoảng 1 tuần, lậu mạn tính sau khoảng 4 tuần nếu lậu cấp không được điều trị hoặc cách chữa bệnh lậu không đúng hoặc nhiễm chủng lậu đa kháng thuốc. Biểu hiện lậu mạn tính thường khó nhận biết làm người bệnh không biết mình bị bệnh. Có thể thấy các triệu chứng sau. Có giọt mủ trong như nhựa chuối vào buổi sáng khi chưa đi tiểu gọi là giọt sương ban mai, đái buốt không rõ ràng, người bệnh có cảm giác nóng rát, dấm dứt dọc niệu đạo, đái rắt do viêm niệu đạo sau, viêm bàng quang kẽ, đau nhức mọi các khớp, đau thắt lưng, đau tức vùng dưới rốn. Có thể có các biến chứng như viêm màu tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh dẫn đến đau tức tinh hoàn, dịch màng tinh hoàn. Bệnh lậu ở nữ giới. Ở nữ giới trên 90% không có triệu chứng gì, còn lại nếu có thì triệu chứng nghèo nàn như da, khí hư, giống bất cứ viêm nhiễm nào ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, có thể đưa đến nhiều biến chứng như viêm niêm mạc tử cung, áp xe phần phụ, viêm tắc vòi trứng, viêm vùng hố chậu có thể gây vô sinh, chửa ngoài tử cung. Bệnh lậu ở một số vị trí khác, lậu hầu họng do quan hệ sinh dục miệng, biểu hiện lâm sàng là đau họng, ngứa họng. Lậu hậu môn trực tràng ở nam do quan hệ sinh dục hậu môn. Lậu mắt ở trẻ sơ sinh thường xuất hiện sau đẻ 1 đến 3 ngày. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lậu, nhuộm soi, nuôi cấy PCR. Cần làm các xét nghiệm để phát hiện các bệnh khác phối hợp như nhiễm chlamydia, trùng roi, giang mai, nhiễm HIV. Nguyên tắc điều trị bệnh lậu, điều trị bệnh lậu sớm. Điều trị bệnh lậu đúng phác đồ. Điều trị cả bạn tình. Tuân thủ chế độ điều trị. Không quan hệ tình dục, không làm việc nặng, tránh thức khuya, không uống rượu bia và chất kích thích. Không làm thủ thuật tiết niệu trong thời gian điều trị. Điều trị đồng thời chlamydia, điều trị bệnh lậu cấp tính và mạn tính hoàn toàn khác nhau. Tây y điều trị bệnh lậu theo phác đồ được khuyến cáo hàng năm, nhưng với việc ngày càng gia tăng sự kháng thuốc của vi khuẩn nói chung và vi khuẩn gây bệnh lậu nói riêng, việc sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh lậu đang gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ kháng thuốc của bệnh lậu rất cao. Kháng sinh chỉ ức chế tạm thời được vi khuẩn một thời gian, sau đó bệnh nhân lại tái phát lại các triệu chứng trên. Nhưng Tây y chưa phải phương pháp điều trị duy nhất. Với lịch sử lâu đời Đông y điều trị bệnh lậu tận gốc với bài thuốc quý sẽ điều trị dứt điểm căn bệnh nguy hiểm này. Nếu bạn cần điều trị bệnh lậu chlamydia, kể cả trường hợp mạn tính kháng thuốc mà tất cả những nơi khác chưa điều trị khỏi, hãy liên hệ với tôi theo số 0911333115. Đông y giúp trị bệnh lậu hiệu quả, an toàn, tiết kiệm trên cơ sở kế thừa những tinh hoa y học cổ truyền và những tiến bộ của y học hiện đại. Chúng tôi đã có phác đồ điều trị bệnh lậu hiệu quả rất cao, cụ thể như sau. Hỏi bệnh và tư vấn miễn phí cho bệnh nhân. Những bệnh nhân chưa có chẩn đoán xác định sẽ được xét nghiệm chuyên khoa để chẩn đoán xác định. Kết hợp phát hiện các bệnh xã hội khác, đưa ra phác đồ điều trị cụ thể tùy vào mức độ của bệnh.
sau điều trị các bệnh nhân được làm xét nghiệm chuyên sâu để đảm bảo đã khỏi bệnh. Miền Bắc xét nghiệm tại Viện 103, Hà Đông. Miền Nam xét nghiệm tại Viện 175, 786 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Liệu trình cụ thể, lậu cấp tính chỉ cần sử dụng từ 3 đến 6 ngày, khoảng 1 đến 2 liệu trình bằng đường uống. Lậu mạn tính điều trị khoảng 1 tuần, khoảng 3 đến 4 liệu trình. Trong quá trình điều trị bệnh lậu, chúng tôi luôn kết hợp phát hiện và điều trị các bệnh khác cùng lây truyền qua đường tình dục giúp bệnh nhân được điều trị toàn diện. Đặc biệt thuốc dạng viên hoàn không cần phải sắc, điều trị tận gốc bệnh ngay tại nhà. Còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ theo số 0911333115 để được biết thêm chi tiết.